Rồi, ok, xin chào các bác. Thì như các bác cũng biết rồi đấy, anh em LG dùng V50 này rất là chê cái loa ngoài của nó. Nhiều anh em bảo là nó cực kỳ tệ luôn, nó quá là tệ luôn, nó bé và nó không có lực, không có bass gì cả. Thì hôm nay em sẽ test trực tiếp cho các bác biết xem là cái con V50 này, cái loa ngoài nó có thực sự tệ như thế không nhé. Thì em có con V50 đây. Đây là con Samsung Note 10 cộng này, và đây là con V60. Thì sẽ test cho các bác biết được là nó đang như thế nào nhé. Đây, em đều mở hết chờ một chút, đều mở hết một cái file nhạc chung một nguồn hết nhé. Đây rồi, trước tiên em sẽ mở cái con V50 trước nha các bác. Đây, mở từ đầu luôn các bác. Mỗi cái này nó chỉ có tầm khoảng 2-3 phút thôi, cho nên là em sẽ để bác nghe một đoạn luôn. Mở này, con V50 mắc cái nguồn nhạc, mắc rồi nha các bác. Con V50 là mắc rồi nhé, mắc bình rồi đấy. Rồi, mở này. Rồi, ok các bác. Thì vừa rồi là con V50 nhé. Tiếp theo sẽ là con Samsung Note 10. Đây, em cũng để mắc âm lượng này nhé. Rồi. Rồi, thì đó là cái con Note 10 cộng nhé. Thì đây là con V60. Cái gì đây? Đây. Mở mắc nhé, mắc âm lượng nhé. Rồi, xem là con V50, 60. Gotta get out of here tonight. Oh, I run off.
Rồi các bác, thì các bác cũng vừa nghe ba cái con này nó phát nhạc ở cái loa ngoài đấy. Thì theo cái cảm nhận chủ quan của riêng cá nhân em nhé, thì là cái con V50 đúng là nó bé hơn hai con này thật, bé hơn hai con Note 10 và cái con V60. Tuy nhiên thì nó không đến nỗi mà nó bé quá, nó không đến nỗi quá tệ như là anh em bảo là nó tệ kinh khủng ấy. Nó phải nói là như thế là nó bị nghẹt mũi hay nó bị sao đấy. Em thấy nó vẫn bình thường, nó nhỏ hơn chút thôi. Đúng là cái lượng bát ấy, nếu mà nó nghe ra ngoài cái lượng bát nghe bát ấy, mà con V50 em thấy đúng là nó thua hai con này. Nhưng mà không đến nỗi nó quá là tệ hại như như em vẫn nghe anh em trên mạng, trên nhóm mình nói nhé. Thì anh em cũng thực tế là vừa giờ cũng nghe rồi đấy. Thì đối với em ấy, cái loa ngoài đúng là nó vẫn chỉ để mà thông báo thôi, cuộc gọi rồi các thứ thôi, chứ việc nghe nhạc bằng loa ngoài thì em cũng ít khi nghe lắm. Ngay cả con V60 để nghe loa ngoài nó cũng đã rất là tốt rồi, nhưng mà em ít khi nghe nhạc loa ngoài của con V60 này lắm. Đấy, thì nếu anh em nào mà dùng LG mà muốn loa ngoài nó ngon ấy, thì anh em cứ mua con V60 này, hoặc con Velvet nữa, là hai con đấy mà em tự đánh giá nó là cái loa ngoài nó ổn và nó to. Đấy, còn độ hay thì em không biết nhé, độ hay thì em chịu, tại vì mỗi người nghe một kiểu, hay ho hay là không hay thì mỗi người một một kiểu. Còn riêng con V50 này, nếu như mà cái loa ngoài của nó ấy, mà các bác đang cảm giác mà nó không ổn, nó không tốt ấy, thì các bác hoàn toàn có thể vào cái phần cài đặt này này và cài đặt âm thanh này. Đấy, vào cái đâu rồi đây này, chất lượng âm thanh này đấy, hoàn toàn trong này nhé. Các bác có thể chỉnh được là cái ví dụ như là bộ lọc bình thường này đấy, các bác có thể chọn những cái nào mà nó có thể làm cho cái tiếng loa ngoài nó to lên nhé. Đấy, và hoàn toàn các bác có thể là tự điều chỉnh được cái chỗ này đấy, các bác hoàn toàn có thể tự điều chỉnh được tất cả những thông số này nhé. Đấy, thì ở thường thường là ở những cái phía phía dưới này này là giải bass nhé, ở giữa giữa này là giải chung, còn phía ngoài cùng này là giải jazz nhé. Đấy, các bác hoàn toàn có thể tự điều chỉnh được theo cái thích của các bác, tại vì cái này không ai chỉ ai được, tại vì em thì em thích kiểu này, nhưng mà có người khác thì thích kiểu khác, cho nên là các bác nếu mà thấy nó không phù hợp với cái tai mình thì cứ vào đây tự điều chỉnh, nó cũng rất là dễ thôi. Đấy đấy, và ngoài ra thì nếu các bác nào mà nghe nhạc bằng bằng cái tai nghe ấy, thì nên sử dụng một cái tai nghe có cái trở kháng tầm 50 ohm trở lên nhé, như em đang có đây này. Thì em cũng nói rất nhiều clip rồi, các bác có thể tham khảo lại những clip của em, thì em vẫn đang bán mấy cái tai nghe này nhé. Bác mua thì liên lạc với em. Đấy, còn nếu mà âm thanh loa ngoài bác không không hài lòng với con V50 này thì hoàn toàn các bác có thể điều chỉnh ở trong kia cho nó phù hợp hơn một chút. Đương nhiên thì em nghĩ là cũng không nên điều chỉnh ở trong đấy đâu, tại vì cái gì LG đã sản xuất rồi, nó đã được tính toán kỹ lưỡng rồi, nó ở mức đấy thôi thì cũng nên để nó ở mức đấy thôi, chứ còn để mà nó vượt quá cái giải mức đấy có thể nó gây ra cái hiện tượng mà rè loa, hoặc là lâu dần nó sẽ hỏng loa đấy, cho nên các bác cũng không cần thiết phải thế. Rồi, chào các bác.